chim non đang học cách bay trên mặt nước của đầm phá. Mực nước nông ở trung tâm của dạng san hô. Điều đó là cơ sở đào tạo của chúng. Một số phải chật vật để duy trì chuyến bay trong thời gian dài và không may cho chúng. Et malheureusement pour eux, c'est très dangereux. Có những con cá khế với những cái đầu lớn. Thông thường, cá khế săn mồi một mình. Lần này, chúng có tới 50 cá thể bị thu hút bởi một bữa tiệc đầy hứa hẹn. Những con nhạn biển nhanh chóng nhận ra rằng chúng phải tránh được hạ cánh. Chúng thậm chí còn uống nước khi đang bay. Để bắt được chúng, ta sẽ phải di chuyển nhanh hơn. Cá khế có khả năng trí não phi thường. Chúng có thể tính toán tốc độ, độ cao và quỹ đạo của một con chim. Đã đến lúc mỗi chú chim non học cách bay. D'apprendre à voler et à se nourrir seul. Cha mẹ của chúng dẫn chúng đến đầm phá. Để tồn tại, chúng phải học hỏi thật nhanh chóng. Vào cuối khóa huấn luyện bay ở đầm phá, bầy chim non đã sẵn sàng thử vận may và rời khỏi đảo san hô.